gen quay thái 110 hàng zin theo xe. Tất cả những cái gen này là hàng rã xe đang chạy bình thường nha anh em, không kêu. Nhưng mà ở đây mình bán là chỉ tính sát gen thôi, mình bán tính tiền sát gen cho cái gen quay thái 110 zin theo xe này là 1,2 triệu một cây nha anh em. Nói chung là mình nói bây giờ thực tế cho anh em dễ hiểu là những cái gen này nằm trong cái xe quay thái 110 đang chạy bình thường, không kêu, không ré. Nhưng mà mình bán là mình chỉ tính là sát gen chứ là không bao im nha. Lý do tại vì có nhiều trường hợp trong cái xe nó đang im vậy nhưng mà khi mình gắn vô xe cái dàn hơi nó khác, nó dẫn đến tình trạng là cái gen kêu này kia. Thì nói chung là mình bán 1,2 triệu là giá rất là hợp lý cho anh em, chỉ tính đúng cái sát gen là 1,2 triệu một cây. Còn nếu mà bán thường thường, nếu cái gen theo xe mà bao im bao kêu là cho anh em á, thì người ta bán tới 1,5 triệu, 1,6 triệu luôn. Ở đây mình bán trong xe nó đi im thiệt nhưng mà mình không bao, mình chỉ bán cho tính sát gen thôi đó. Anh em cứ đến mà thích thì xem lựa thoải mái. Giá cho một cây gen quay thái 110 theo xe là 1,2 triệu một cây nha anh em, bán là chỉ bao đúng gen quay thái 110 thôi. Rồi còn cái hiện trạng thì mình đã có nói qua rồi đó, anh em có nhu cầu liên hệ mình qua số điện thoại là 0933996332. Đúng gen quay thái 110 nha anh em, bao anh em thầy thợ test zin theo xe.